Xin kính chào các bác yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay em mới về được một chiếc đài Philips đẹp xuất sắc từ trong ra ngoài. Chiếc này là ruột gan sắt si 7 màu vàng óng các bác nha. Rất là đẹp luôn. Máy được thiết kế mang một phong cách sang trọng và thể thao. Được trang bị phần quay đeo. Trên quay đeo thì có thêu logo của hãng. Rất là sang trọng, đẹp mắt. Máy được trang bị quay đeo nhưng mà vẫn có thêm phần quay sách cho bác này. Đấy, như vậy là quay đeo, quay sách đầy đủ luôn này. Chiếc máy này thì chơi được hai cự băng cassette rất là tốt, tiếng hay. Phần radio hai băng tần FM và AM, đặc biệt là phần FM các bác biết này. Các sản phẩm của châu Âu thì sóng FM luôn là 108. Chúng ta bắt full đài ở Việt Nam. Tuyệt vời. Một điểm cộng nữa trên các sản phẩm của Philips hay là của châu Âu nói chung thì điện 220V, chúng ta cắm trực tiếp không lo nhầm, rất là tiện lợi. Chất lượng âm thanh dòng này tốt với ba loa lớn ở phía trước, một loa bass rất to được đặt ngay chính giữa, kết hợp với lại hai loa chép nhỏ hai bên. Như vậy là toàn bộ lên tới 5 loa, dàn 5 loa kết hợp với lại 5 cần chỉnh equalizer. Đây các bác thấy này. 5 cần chỉnh equalizer cho chúng ta tùy chỉnh ba dãy bass, mid, chép rất là tốt luôn. Dòng này thì được thiết kế chủ đạo với hai tông màu vàng và đen. Nhìn nó phải nói là sang trọng, thể thao, năng động. Rất là bắt mắt luôn. Em sẽ quay mặt sau mời anh em mình cùng nhìn ngắm nhá. Đây là tổng thể mặt phía sau các bác này. Đấy, tất cả còn rất là đẹp luôn này. Ở đây có một nắp pin, em mở anh em mình cùng nhìn ngắm luôn. Trời ơi, nắp pin mới tinh luôn các bác này. Các cái phần mút này còn nguyên này. Chấu pin thì sáng choang này. Đấy, các bác có thể thấy là các cái chấu pin này còn mới tinh. Máy sử dụng 8 cục pin đại. Tiếng dòng này rất là tốt, to, hay. Rồi, em sẽ test chi tiết cho anh em mình. Ai chà. Test chi tiết cho các bác cùng trải nghiệm chất âm nha. Bây giờ thì em xin mời anh em mình cùng trải nghiệm trước phần băng cassette trên cửa số 1 với bài hát Mùa Xuân Lá Khô của nam ca sĩ Tuấn Vũ. Tôi trở lại vùng xa xôi đã sỏi đi buồn. Ba tháng hậu phương yên bình, tuy vết thương chưa lành hẳn, tôi lại đi giữa lại sang đâu. Đời tôi chinh chiến lâu năm, yêu lúc băng rừng mãi, nào ai biết cho ai. Tôi đến đơn vì lại nhọc hơi đau đêm mỏi tháng ngày. Khi cánh dù mang tình dài, nhưng lá thư xin hầu thuyên, tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân xa. Lòng tôi biết yêu đương em, tôi không đẹp như người thường, không áo xanh. Rồi, bây giờ thì em xin mời anh em mình cùng trải nghiệm cử băng B, cử số 2. Chúng ta sẽ nghe một ca khúc của nữ ca sĩ, nam ca sĩ Ngọc Sơn, bài hát quen thuộc, bài này là bài Tình Mẹ. Xin mời anh em mình. Trở về làng quê bao tháng năm xa xôi cát biển, trên
từng lối mòn, hàng tre xưa nay đã già nuông. Tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Ngược dòng thời gian, bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn dấm ngủ từng đêm. Những gì cho các bạn thấy là năm cần chỉnh equalizer mang đến cái chất lượng được âm thanh, ba dải bass mid chép được cải thiện rất nhiều các bạn này. Đấy, khi chúng ta tăng lên là nó lên rõ ràng luôn. Như vậy là em vừa test cho anh em mình trải nghiệm hai cửa băng cassette đều chạy hoàn hảo, chất lượng âm thanh tuyệt vời. Bây giờ thì đến phần radio. Đây, em sẽ quay phần trên nóc cho anh em mình cùng nhìn. Các bác đừng quên đây là model D8304 các bác nhé, D8304 với size chiều ngang 54 phân, chiều cao là 30 phân và chiều sâu của máy là 14 phân, 14-15 phân các bác. Đây là phần trên nóc này với các cái phím điều chỉnh cho hai cửa băng cassette. Ở đây có một lỗ tai nghe, chúng ta có thể đeo tai phone vào. Đấy. Các cái cổng chọn kết nối. Bây giờ em sẽ mở phần radio này. Quý vị thính giả thân mến, thời điểm này thì thần nhân có nhận được sự tương tác từ bác Tài trên fanpage. Đầu tiên thì bác Tài Tuấn Nguyễn hỏi rằng là tình hình giao thông từ ngã tư Phú Lợi, Mỹ Phước, Tân Vạn về vòng xoay An Phú ra sao rồi. Như vậy thì bác Tài nào khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển tại khu vực là ngã tư Phú Volume 2 kênh. Các bạn thấy về là cái phần phần dò sóng radio khá là đặc biệt. Phần AM và FM được chia làm riêng biệt hai đồng hồ hai bên. Này các bạn thấy này. Khi mà chúng ta kéo ấy, thì cả hai cần hai bên đều duy chuyển khá là tốt. Trong FM 108 bát full này tiếp tục với một thông tin nữa được ghi nhận từ bác Tài ở điểm cấp huyện. Vì vậy thì chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm hỗ trợ hướng dẫn và bắt giữ bà Ho bị công an xã Đức Lạt bắt giữ về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Thông qua các mối quan hệ, bà O đã liên hệ với lịch sử dân tộc Trung Hoa và đi theo hướng từ phức tạp đến đơn giản, từ dạng đồ họa cho đến đường nét đá, thuốc hoa sổ mũi rất là nhiều thứ thành ra là bắt được quá trời kênh luôn. Sự công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập bao gồm các bạn thấy là bắt được rất nhiều kênh, nhiều đài luôn ạ. Sóng FM 108 chúng ta bắt full đài rồi, tất cả mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Chiếc này là đẹp xuất sắc từ trong ra ngoài, ruột gan sắt xi vàng ươm 7 màu, mọi chi tiết thì góc cạnh đều đẹp hết từ trong ra ngoài các bác nhá. Bạn nào quan tâm đến một sản phẩm của châu Âu, đài Philips D8304 thì vui lòng liên hệ sớm giúp em. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ cho các sản phẩm của Review Audio. Bác nào mua đài thì em sẽ tặng băng cassette nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều.